24 phẩm thọ giáo. Lúc bấy giờ, cụ thọ Xá Lợi Tử, cụ thọ Đại Mục Liên, cụ thọ Chấp Đại Tạng, cụ thọ Mãn Từ Tử, cụ thọ Đại Ca Đa Diễn Na, cụ thọ Đại Ca Diếp Ba, vân vân, chư Đại Thanh Văn và vô lượng trăm ngàn Đại Bồ Tát cùng lúc hỏi thiện hiện. Đã nói Bát Nhã Ba La Mật Đa là thâm sâu khó thấy, khó biết như vậy, chẳng phải là đối tượng tầm tư, cảnh siêu tầm tư, vi diệu tịch tịnh tối thắng đệ nhất, chỉ có bậc cực thánh mới tự nội chứng. Người thông tuệ ở đời chẳng thể suy lường được, đối với pháp như vậy ai là người có khả năng tín thọ? Thiện hiện đáp, có Đại Bồ Tát trụ bậc bất thối truyền, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa khó thấy khó biết, chẳng phải đối tượng tầm tư, cảnh siêu tầm tư, vi diệu tịch tịnh tối thắng đệ nhất này có khả năng tín thọ sâu xa. Lại có người đã thấy Thánh Đế và A-La-Hán lậu tận, sở nguyện đã mãn. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này cũng có khả năng tín thọ. Lại có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, ở chỗ vô lượng, vô số trăm ngàn ức các đức Phật trong quá khứ, đã thân cận cúng dường, phát thệ nguyện rộng lớn, gieo các giống lành, lợi căn thông tuệ. Người đã nhiếp thọ các thiện tri thức, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, khó thấy khó biết, chẳng phải đối tượng tầm tư, cảnh siêu tầm tư, vi diệu tịch tịnh tối thắng đệ nhất này, cũng có khả năng tín thọ. Vì sao? Vì những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt sắc, cũng chẳng lấy sắc để phân biệt không bất không, chẳng lấy không bất không để phân biệt thọ tưởng hành thức, cũng chẳng lấy thọ tưởng hành thức để phân biệt không bất không, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt sắc, cũng chẳng lấy sắc để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt thọ tưởng hành thức, cũng chẳng lấy thọ tưởng hành thức để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt sắc, cũng chẳng lấy sắc để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt thọ tưởng hành thức, cũng chẳng lấy thọ tưởng hành thức để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt sắc, cũng chẳng lấy sắc để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt thọ tưởng hành thức, cũng chẳng lấy thọ tưởng hành thức để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt sắc, cũng chẳng lấy sắc để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt thọ tưởng hành thức, cũng chẳng lấy thọ tưởng hành thức để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt sắc, cũng chẳng lấy sắc để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt thọ tưởng hành thức, cũng chẳng lấy thọ tưởng hành thức để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt sắc, cũng chẳng lấy sắc để phân biệt viễn ly bất viễn ly, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt thọ tưởng hành thức, cũng chẳng lấy thọ tưởng hành thức để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt nhãn xứ, cũng chẳng lấy nhãn xứ để phân biệt không bất không, chẳng lấy không bất không để phân biệt nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, cũng chẳng lấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ để phân biệt không bất không, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt nhãn xứ, cũng chẳng lấy nhãn xứ để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, cũng chẳng lấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt nhãn xứ, cũng chẳng lấy nhãn xứ để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, cũng chẳng lấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt nhãn xứ, cũng chẳng lấy nhãn xứ để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, cũng chẳng lấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt nhãn xứ, cũng chẳng lấy nhãn xứ để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, cũng chẳng lấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt nhãn xứ, cũng chẳng lấy nhãn xứ để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, cũng chẳng lấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt nhãn xứ, cũng chẳng lấy nhãn xứ để phân biệt viễn ly bất viễn ly, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, cũng chẳng lấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ để phân biệt viễn ly bất viễn ly.
Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt sắc xứ, cũng chẳng lấy sắc xứ để phân biệt không bất không, chẳng lấy không bất không để phân biệt thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng chẳng lấy thanh hương vị xúc pháp xứ để phân biệt không bất không, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt sắc xứ, cũng chẳng lấy sắc xứ để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng chẳng lấy thanh hương vị xúc pháp xứ để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt sắc xứ, cũng chẳng lấy sắc xứ để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng chẳng lấy thanh hương vị xúc pháp xứ để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt sắc xứ, cũng chẳng lấy sắc xứ để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng chẳng lấy thanh hương vị xúc pháp xứ để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt sắc xứ, cũng chẳng lấy sắc xứ để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng chẳng lấy thanh hương vị xúc pháp xứ để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt sắc xứ, cũng chẳng lấy sắc xứ để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng chẳng lấy thanh hương vị xúc pháp xứ để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt sắc xứ, cũng chẳng lấy sắc xứ để phân biệt viễn ly bất viễn ly, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng chẳng lấy thanh hương vị xúc pháp xứ để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt nhãn giới, cũng chẳng lấy nhãn giới để phân biệt không bất không, chẳng lấy không bất không để phân biệt sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra để phân biệt không bất không, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt nhãn giới, cũng chẳng lấy nhãn giới để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt nhãn giới, cũng chẳng lấy nhãn giới để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt nhãn giới, cũng chẳng lấy nhãn giới để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt nhãn giới, cũng chẳng lấy nhãn giới để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt nhãn giới, cũng chẳng lấy nhãn giới để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt nhãn giới, cũng chẳng lấy nhãn giới để phân biệt viễn ly bất viễn ly, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt nhĩ giới, cũng chẳng lấy nhĩ giới để phân biệt không bất không, chẳng lấy không bất không để phân biệt thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra để phân biệt không bất không, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt nhĩ giới, cũng chẳng lấy nhĩ giới để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt nhĩ giới, cũng chẳng lấy nhĩ giới để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra để phân biệt hữu nguyện vô nguyện,
chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt nhĩ giới, cũng chẳng lấy nhĩ giới để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt thanh giới cho đến các thọ cho nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy thanh giới cho đến các thọ cho nhĩ xúc làm duyên sanh ra để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt nhĩ giới, cũng chẳng lấy nhĩ giới để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt thanh giới cho đến các thọ cho nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy thanh giới cho đến các thọ cho nhĩ xúc làm duyên sanh ra để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt nhĩ giới, cũng chẳng lấy nhĩ giới để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt thanh giới cho đến các thọ cho nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy thanh giới cho đến các thọ cho nhĩ xúc làm duyên sanh ra để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt nhĩ giới, cũng chẳng lấy nhĩ giới để phân biệt viễn ly bất viễn ly, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt tỷ giới, cũng chẳng lấy tỷ giới để phân biệt không bất không, chẳng lấy không bất không để phân biệt hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra để phân biệt không bất không, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt tỷ giới, cũng chẳng lấy tỷ giới để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt tỷ giới, cũng chẳng lấy tỷ giới để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt tỷ giới, cũng chẳng lấy tỷ giới để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt tỷ giới, cũng chẳng lấy tỷ giới để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy hương giới cho đến các thọ cho tỷ xúc làm duyên sanh ra để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt tỷ giới, cũng chẳng lấy tỷ giới để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt tỷ giới, cũng chẳng lấy tỷ giới để phân biệt viễn ly bất viễn ly, chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt thiệt giới, cũng chẳng lấy thiệt giới để phân biệt không bất không, chẳng lấy không bất không để phân biệt vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra để phân biệt không bất không, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt thiệt giới, cũng chẳng lấy thiệt giới để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra để phân biệt hữu tướng vô tướng, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt thiệt giới, cũng chẳng lấy thiệt giới để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra để phân biệt hữu nguyện vô nguyện, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt thiệt giới, cũng chẳng lấy thiệt giới để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra để phân biệt sanh bất sanh, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt thiệt giới, cũng chẳng lấy thiệt giới để phân biệt diệt bất diệt, chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra
để phân biệt diệt bất diệt. Chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt thiệt giới, cũng chẳng lấy thiệt giới để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh. Chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt vị giới, cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh. Chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt thiệt giới, cũng chẳng lấy thiệt giới để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt thân giới, cũng chẳng lấy thân giới để phân biệt không bất không. Chẳng lấy không bất không để phân biệt xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra để phân biệt không bất không. Chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt thân giới, cũng chẳng lấy thân giới để phân biệt hữu tướng vô tướng. Chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra để phân biệt hữu tướng vô tướng. Chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt thân giới, cũng chẳng lấy thân giới để phân biệt hữu nguyện vô nguyện. Chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra để phân biệt hữu nguyện vô nguyện. Chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt thân giới, cũng chẳng lấy thân giới để phân biệt sanh bất sanh. Chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra để phân biệt sanh bất sanh. Chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt thân giới, cũng chẳng lấy thân giới để phân biệt diệt bất diệt. Chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra để phân biệt diệt bất diệt. Chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt thân giới, cũng chẳng lấy thân giới để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh. Chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh. Chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt thân giới, cũng chẳng lấy thân giới để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt ý giới, cũng chẳng lấy ý giới để phân biệt không bất không. Chẳng lấy không bất không để phân biệt pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra để phân biệt không bất không. Chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt ý giới, cũng chẳng lấy ý giới để phân biệt hữu tướng vô tướng. Chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra để phân biệt hữu tướng vô tướng. Chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt ý giới, cũng chẳng lấy ý giới để phân biệt hữu nguyện vô nguyện. Chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra để phân biệt hữu nguyện vô nguyện. Chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt ý giới, cũng chẳng lấy ý giới để phân biệt sanh bất sanh. Chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra để phân biệt sanh bất sanh. Chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt ý giới, cũng chẳng lấy ý giới để phân biệt diệt bất diệt. Chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra để phân biệt diệt bất diệt. Chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt ý giới, cũng chẳng lấy ý giới để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh. Chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng lấy pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh. Chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt ý giới, cũng chẳng lấy ý giới để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt pháp giới
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng đầy pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, để phân biệt viễn ly, bất viễn ly. Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt địa giới, cũng chẳng lấy địa giới để phân biệt không bất không. Chẳng lấy không bất không để phân biệt thủy hỏa phong không thức giới, cũng chẳng lấy thủy hỏa phong không thức giới để phân biệt không bất không. Chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt địa giới, cũng chẳng lấy địa giới để phân biệt hữu tướng vô tướng. Chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt thủy hỏa phong không thức giới, cũng chẳng lấy thủy hỏa phong không thức giới để phân biệt hữu tướng vô tướng. Chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt địa giới, cũng chẳng lấy địa giới để phân biệt hữu nguyện vô nguyện. Chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt thủy hỏa phong không thức giới, cũng chẳng lấy thủy hỏa phong không thức giới để phân biệt hữu nguyện vô nguyện. Chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt địa giới, cũng chẳng lấy địa giới để phân biệt sanh bất sanh. Chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt thủy hỏa phong không thức giới, cũng chẳng lấy thủy hỏa phong không thức giới để phân biệt sanh bất sanh. Chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt địa giới, cũng chẳng lấy địa giới để phân biệt diệt bất diệt. Chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt thủy hỏa phong không thức giới, cũng chẳng lấy thủy hỏa phong không thức giới để phân biệt diệt bất diệt. Chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt địa giới, cũng chẳng lấy địa giới để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh. Chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt thủy hỏa phong không thức giới, cũng chẳng lấy thủy hỏa phong không thức giới để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh. Chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt địa giới, cũng chẳng lấy địa giới để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt thủy hỏa phong không thức giới, cũng chẳng lấy thủy hỏa phong không thức giới để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Những người như vậy hoàn toàn chẳng lấy không bất không để phân biệt thánh đế khổ, cũng chẳng lấy thánh đế khổ để phân biệt không bất không. Chẳng lấy không bất không để phân biệt thánh đế tập diệt đạo, cũng chẳng lấy thánh đế tập diệt đạo để phân biệt không bất không. Chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt thánh đế khổ, cũng chẳng lấy thánh đế khổ để phân biệt hữu tướng vô tướng. Chẳng lấy hữu tướng vô tướng để phân biệt thánh đế tập diệt đạo, cũng chẳng lấy thánh đế tập diệt đạo để phân biệt hữu tướng vô tướng. Chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt thánh đế khổ, cũng chẳng lấy thánh đế khổ để phân biệt hữu nguyện vô nguyện. Chẳng lấy hữu nguyện vô nguyện để phân biệt thánh đế tập diệt đạo, cũng chẳng lấy thánh đế tập diệt đạo để phân biệt hữu nguyện vô nguyện. Chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt thánh đế khổ, cũng chẳng lấy thánh đế khổ để phân biệt sanh bất sanh. Chẳng lấy sanh bất sanh để phân biệt thánh đế tập diệt đạo, cũng chẳng lấy thánh đế tập diệt đạo để phân biệt sanh bất sanh. Chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt thánh đế khổ, cũng chẳng lấy thánh đế khổ để phân biệt diệt bất diệt. Chẳng lấy diệt bất diệt để phân biệt thánh đế tập diệt đạo, cũng chẳng lấy thánh đế tập diệt đạo để phân biệt diệt bất diệt. Chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt thánh đế khổ, cũng chẳng lấy thánh đế khổ để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh. Chẳng lấy tịch tịnh bất tịch tịnh để phân biệt thánh đế tập diệt đạo, cũng chẳng lấy thánh đế tập diệt đạo để phân biệt tịch tịnh bất tịch tịnh. Chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt thánh đế khổ, cũng chẳng lấy thánh đế khổ để phân biệt viễn ly bất viễn ly. Chẳng lấy viễn ly bất viễn ly để phân biệt thánh đế tập diệt đạo, cũng chẳng lấy thánh đế tập diệt đạo để phân biệt viễn ly bất viễn ly.